Xin chào, chào bạn đã trở lại kênh của mình. Video này mình chia sẻ cho bạn cách xem lại ai là người kết bạn đầu tiên trên Facebook. Nếu bạn cũng tò mò, muốn xem lại người bạn đầu tiên của mình là ai, thì mời bạn xem tiếp video này của mình ha. Bây giờ mình bắt đầu. Bây giờ mình bắt đầu mở Facebook lên. Tiếp tục chọn biểu tượng bạn bè. Sau đó chọn bạn bè. Ở đây thì mình sẽ chọn là sắp xếp. Tiếp tục mình chọn là bạn bè lâu năm nhất trước tiên. Khi chọn chế độ này thì người kết bạn đầu tiên của bạn sẽ hiện ở trên đầu. Rồi đây, Nguyễn Thị Yến Nhi là người bạn đầu tiên đã kết bạn trên Facebook của mình. Tiếp tục bạn chọn chỗ 3 chấm để xem lại thông tin nè. Nguyễn Thị Yến Nhi là bạn bè từ tháng 3 năm 2013. Vừa rồi thì mình chia sẻ cho bạn cách xem lại người bạn đầu tiên trên Facebook của bạn là ai. Mình cũng dừng lại nội dung ở đây luôn. Nếu bạn thấy thích, cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại bạn ở những video kế tiếp. Xin chào.